Thực sự là chị không nghĩ cái làn da của chị trước đây nó lại tệ hại đến mức độ như thế. Chị là Linh, năm nay chị 33 tuổi và hiện đang sống ở Hà Nội. Do trước đây là chị nâng mũi nên là cái làn da ở vùng mũi này và vùng má của chị xuất hiện rất là nhiều các cái giãn mao mạch. Da chị lúc nào cũng trong cái tình trạng mà nó ửng đỏ hết cả lên. Đây, chị sẽ cho em xem cái tình trạng trước đây của chị nhé. Đây. Thực sự là chị không nghĩ cái làn da của chị trước đây nó lại tệ hại đến mức độ như thế. Và mỗi khi mà chị ra ngoài đường ấy, cảm thấy rất là ngại và rất là tự ti. Nên là mỗi khi mà ra ngoài là chị lúc nào cũng phải che khuyết điểm rất là kỹ. Chị cứ nghĩ là nâng mũi như thế này thì chắc là một thời gian là nó sẽ hồi lại cái da của mình ấy. Nhưng mà không, chị cứ chờ thì chẳng thấy nó hồi mà nó còn lên nhiều hơn nữa. Khi mà chị thấy Ohio đăng cái bài viết lên ấy, thì chị cảm thấy bị thuyết phục bởi công nghệ của bên em. Chị thấy là cái giãn mao mạch này nó cũng được thu nhỏ lại. Và kèm theo là cái video trực tiếp mà bên em đăng lên ấy, chị thấy là bắn đến đâu thì nó hết đến đấy. Nên là một cái video trực tiếp như thế thì chị nghĩ là có thể là tin tưởng được. Nên là chị đã quyết định đến với Ohio để sử dụng và trải nghiệm dịch vụ xem như thế nào. Bản thân chị thì thấy là có tiến triển. Nhưng mà chắc là rõ rệt nhất ý, thì là bạn bè của chị. Bạn bè của chị 1-2 tuần gặp lại ý, thì bọn nó có khen là dạo này dùng cái gì, chăm sóc cái gì ở đâu đấy mà trông đẹp lên nhiều. Nên là chị cũng cảm thấy rất là vui khi mà bạn bè người thân nhìn thấy rõ cái sự thay đổi rõ rệt của mình như thế. Nên là chị cũng cảm thấy rất là tin tưởng và khá là hài lòng với cái dịch vụ mà mình đang trải nghiệm.